Ngày 6 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc tổ chức thi đấu môn việt dã nằm trong khuôn khổ các môn của Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 9 năm 2021-2022. Tham dự giải có 7 đoàn đến từ các phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc với trên 50 vận động viên. Các vận động viên thi đấu nội dung cá nhân và đồng đội với cự ly nam 3.000 km, nữ 2.000 km. Kết quả cá nhân nữ và đồng đội nữ thuộc về đoàn Vĩnh Mỹ, cá nhân nam thuộc về đoàn Châu Phú A, đồng đội nam thuộc về đoàn Châu Phú B. Thông qua đó, nhằm phát hiện và tuyển chọn những gương mặt vận động viên xuất sắc cho đội tuyển thành tích cao thành phố.